20. Ba anh đã nói gì với em? Không nói gì cả, chỉ để em đi xung quanh tham quan. Em đừng lừa anh. Ông ấy ép em chia tay anh phải không? Anh muốn chia tay em vậy à? Muốn chia tay thì cứ nói. Muốn quen ai hả? Ông ấy không uy hiếp em thật à? Không có. Ông ấy không như anh nói. Anh quá là thành kiến với ba anh rồi. Em hiểu ông ấy hay là anh hiểu ông ấy? Tóm lại, nếu để anh biết ông ấy phá hoại quan hệ tình cảm của chúng ta, anh sẽ không tha thứ cho ông ấy đâu. Không có. Đi thôi. Đi đâu? Em mặc giản dị như vậy, em đi dạ tiệc mà mặc vậy à? Anh chỉnh trang lại cho em. Em mặc thế này thì làm sao? Giản dị không tốt à? Vào đi. Chủ tịch, làm việc anh ký tên. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Chủ tịch, Phi Tổng và cô Đồng yêu nhau, anh ngầm thừa nhận rồi sao? Một khi người đàn ông có được quyền lực, yêu đương nam nữ gì đó đối với họ sẽ trở thành nhạt nhẽo vô vị. Chủ tịch sáng suốt, tôi hiểu rồi. Thực sự không cần đâu. Trước khi đến, Sam Sam đã cùng em đi mua lễ phục. Thế không được. Anh không tin được mắt nhìn của Hà Sam Sam. Ở đây có rất nhiều bộ váy đẹp. Em phải chọn một bộ lễ phục em thích nhất ở đây. Đâu cần phô trương như vậy. Em chỉ là một chuyên viên thường thôi. Chuyên viên thường cái gì? Buổi tiệc ngày mai em sẽ đến với tư cách bạn gái của Tạ Hiểu Phi, có biết chưa? Thân là vợ tương lai của anh, những người bên cạnh anh đều sẽ được soi cặn kẽ, tìm ra khuyết điểm của em. Vì vậy em buộc phải chọn vài bộ váy đẹp. Mau lên. Ba bộ này thế nào? Phục vụ, đưa bạn gái tôi đi thử ba bộ này đi. Được, mời cô đi bên này. Đi đi. Ừ gì mà ừ, đi đi. Mời. Già quá. Anh, chắc bộ đồ này chỉ có em mặc mới đẹp được. Thay đi. Cũng là anh chọn con gì. Bộ này đẹp, anh thích. Em thấy bó quá. Bó gì mà bó, gợi cảm biết mấy. Anh thích. Em đi thay bộ khác. Bộ này đẹp thật. Bộ này đi. Em lười thay rồi. Em muốn thay, anh còn không cho đó. Em mặc lên đẹp thật đó. Chuyện gì thế này? Thím đến mua sắm à? Anh quen sao? Đây là thím anh. Ai mang bộ này cho cô ấy mặc vậy? Tôi nói muốn thử đó, thế nào? Nhưng bộ này bà Tạ đã đặt thử nó trước. Vậy sao? Khéo vậy. Thím cũng thích cái váy này à? Thật ngại quá. Đây, nếu để tím mặc đúng là lãng phí quá. Tím xem bạn gái cháu mặc đẹp biết mấy. Không ngờ tím thích cái váy này. Ôi trời ơi, biết nhìn hàng thật. Cháu góp ý tím đi tìm chiếc váy phù hợp với độ tuổi của tím đi. Tiểu Phi, đây không phải là vấn đề lễ phục mà là vấn đề lịch sự. Đến trước được trước, cô này có hiểu không? Thật ngại quá. Tôi không biết bà đã đặt trước cái váy này. Giờ tôi sẽ đi thay nó ra cho bà. Thay gì mà thay? Đừng làm rùa rụt cổ. Nếu thím nói đến trước được trước, theo lý cũng là bọn cháu đến trước nhỉ? Người tốt không giành đồ người khác. Thím xem sao thím nhất quyết giành chiếc váy đẹp này với bọn cháu chứ? Hơn nữa mặc trên người thím là lãng phí biết mấy. Chờ đã,
Khi nãy chẳng phải cháu nói rồi sao? Tìm một chiếc váy phù hợp với độ tuổi và dốc dáng của thím. Đừng giành cái váy với bọn cháu nữa. Có ai đối xử với khách hàng như vậy không? Rõ ràng là chiếc váy này tôi đặt trước, bây giờ lại mặc trên người của người khác. Cô giải thích thế nào? Xin lỗi bà bớt giận, bà đừng giận mà. Tôi lập tức trả váy cho bà. Trả gì mà trả. Cháu nói nè thím, thím nổi nóng như vậy làm gì? Chỉ là cái váy thôi mà. Thím làm quản lý người ta sợ, sắp khóc luôn rồi. Đừng khóc, đừng khóc. Thành thật xin lỗi, hay là bà xem thử. Thực ra còn nhiều bộ lễ phục thiết kế riêng, vô cùng thích hợp với bà. Chọn cái khác đi. Có phải không? Tức chết đi được. Chuyện gì thế? Bà xã tốt của anh. Ai mà chọc em vậy? Còn không phải cháu anh sao? Dám khiến em mất mặt trước mọi người, đúng là không biết lớn nhỏ. Em nói Tạ Hiểu Phi à? Ngoài đó ra còn ai nữa? Thiên Thành, cháu trai anh dám bắt nạt thím của nó như vậy, chứng tỏ nó không hề có anh trai gì. Nó là con cháu, lấy đâu ra cái gan đó chứ? Cũng là anh của anh dạy cả thôi. Đúng là quá đáng thật. Đúng đó, tuy anh là con thứ, nhưng dù sao cũng đường đường là cổ đông của tập đoàn Tạ Thị. Họ ở trước mặt người ngoài sỉ nhục em như vậy, nếu như đột ra ngoài, thể diện của anh để ở đâu? Em đừng nôn nóng. Không bao lâu nữa anh sẽ bắt họ quỳ xuống xin anh. Nghĩ là sao? Đây là đâu vậy? Nhà anh. Nhà anh ở Long Island cơ mà. Cục cưng, chào mừng đến nhà anh. Đây chính là nhà anh, thích không? Sau này anh sống ở đây. Bình thường anh sống ở đây à? Đúng vậy, chứ sao nữa. Ở chung với ba anh ngột ngạt lắm, không tự do chút nào. Đúng rồi, đây này rất thích hợp, giống người đẹp. Giống người đẹp như em. Uống nước không? Được. Bên này là Central Park à? Đúng vậy. Em chưa thấy qua à? Quê quá. Em đã nghĩ lại, vẫn nên trả chiếc váy này cho thím của anh đi. Dù sao bà ấy cũng là người lớn, làm như vậy không ổn lắm. Có gì không ổn chứ? Anh nói em biết, trong mắt anh bà ta chính là người đàn bà ngu ngốc, ham muốn hư danh, suốt ngày chỉ biết trèo cao. Chiếc váy này không hợp với bà ấy. Em biết không, bà ấy mặc đúng là lãng phí, không xứng. Quan hệ của anh và họ hàng sao lại căng như vậy? Anh có cách gì chứ? Đây đều là quy tắc tổ tiên lập ra, chế độ thừa kế con trưởng và họ Tạ. Chính vì vậy chú anh suốt ngày không phục ba anh, cứ muốn phá đám nhà anh. Anh có cách gì chứ? Chắc là hôm nào nếu nhà anh xảy ra chuyện gì, người đầu tiên dẫm lên đầu anh chính là hai người này. Vì vậy những thứ như huyết thống tình thâm ở trong gia tộc lợi ích như Tạ Thị của anh chính là nói nhảm. Em hiểu không? Được rồi, không nói chuyện đây nữa. Em thay đồ trước đi. Anh muốn xem. Em đã mặc một lần rồi mà. Anh muốn xem nữa không được sao? Được, xem. Em hôn anh một cái rồi hả thay? Em không hôn. Vậy anh không thay đâu. Không, để em đừng thay. Em hôn cái đi mà. Mau đi đi. Thay đồ, chỗ thay đồ ở bên đó. Mau lên nhé. Anh nóng lòng lắm rồi.
Thế xong rồi. Thực sự rất đẹp. Nhắm mắt lại. Anh muốn làm gì? Nhắm lại. Anh đừng lén hôn em nhé. Em mở mắt ra được rồi. Món đồ này quý giá quá. Dây chuyền này là chiếc mà mẹ anh thích nhất. Thế em càng không thể đeo nó. Nó rất hợp với em. Hơn nữa, nếu em đeo nó, mẹ anh nhất định sẽ rất vui. Những buổi tiệc quan trọng giống như ngày mai, em rất cần nó. Ngoan đi. Chú, hiện tại tôi mua tuyến truyện thuận lợi, nhưng mà chú chắc chắn chúng ta buộc phải làm vậy, không còn lựa chọn khác sao? Hiểu Thiên, phóng lao thì phải theo lao. Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ được thành công, không được thất bại. Nếu không, cậu có nghĩ đến kết cục của mẹ cậu chưa? Đừng nói như vậy chú, cháu biết rồi. Con mau lên, mẹ đừng kéo con sắp ngã rồi đây, đi. Con mau lên, đi từ từ thôi, không vội đâu ạ. Mẹ, con không sao, con không cần nghỉ ngơi. Con nhìn con đi, hiện giờ là độ tuổi thanh xuân, quý báu của con. Suốt ngày bận bịu công việc, đầu tắt mặt tối, con đang lãng phí tuổi trẻ đó. Mau lên, cô à, cô cứ yên tâm giao cô ấy cho cháu. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Cháu làm việc thì cô yên tâm. Đi đi, vậy chúng cháu đi trước. Đi đi, đi đi, đi thôi, lên xe đi. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Nào. Bọn cháu đi nhé cô. Đi đường cẩn thận nhé. Yên tâm mà. Lái xe chậm thôi. Sao vậy? Còn giận anh à? Dương Tiêu, em không cần nghỉ phép đâu. Thật ra anh chỉ muốn em được thư giãn. Tuy chuyện của Tạ Hiểu Phi đã trôi qua rồi, nhưng em đừng quên, tiếp sau đây còn Tống Hạo Kiệt cần em đối phó. Vì vậy, nắm đấm chỉ khi thu về rồi đấm ra mới càng có sức, đúng không? Tống Hạo Kiệt chỉ là tên phá sản mà thôi. Em không coi anh ta ra gì. Đúng vậy. Nếu chỉ có mình Tống Hạo Kiệt thì anh và em đều không cần ra tay. Nhưng cái tên phá sản này lại là con trai duy nhất của ba em. Đây là con cờ lớn nhất của anh ta. Anh em chỉ cần không phạm lỗi giết cha tạo phản, ba em dù thế nào cũng nuôi hy vọng với anh ta. Vì vậy, tiếp đến đấu đá nội bộ trong tập đoàn sẽ càng ngày căng thẳng. Bão tố sắp ập đến, nghỉ ngơi là để đi xa hơn. Đúng đúng. Trước đây lúc đi học, ngày nào cũng nghe anh thao thao bất tuyệt. Không ngờ bây giờ làm việc rồi, em thành cấp trên của anh, còn phải suốt ngày nghe anh thao thao bất tuyệt. Nào. Cái gì? Điện thoại. Tại sao? Tắt máy. Tại sao phải tắt máy? Em mở điện thoại thì đồng nghĩa đổi nơi khác làm việc. Vậy sao mà được? Nào. Nhưng mà. Nhưng nghĩ cái gì? Ngộ nhỡ. Không có ngộ nhỡ. Em nhớ kỹ, chỉ cần có anh, trời sập xuống cũng có anh gánh. Nào. Thôi được, em bất chấp luôn. Tắt máy thôi.
Trần Tổng, Hiểu Phi đến rồi à? Hôm nay đẹp trai quá, sắp vượt qua tôi rồi. Vượt qua anh cũng là dĩ nhiên mà. Chuyên gia đàm phán hôm nay xinh đẹp như tiên. Có chuyện gì vậy dĩ? Cảm ơn Trần Tổng đã khen. Hôm nay hai người không phải đến tham gia họp báo, đến đây để thể hiện tình cảm nhỉ? Thể hiện thì thể hiện. Khi nào uống rượu mừng đây? Khi nào vậy? Trần Tổng, thời gian sắp đến rồi, mời theo tôi lên sân khấu chứng kiến giây phút lịch sử của Tạ Thị đi. Được, mời, mời. Hiểu Phi, lên chung đi. Anh đi trước nhé. Mọi người, cảm ơn mọi người dành thời gian quý báu đến đây tham gia buổi họp báo tin tức của Tạ Thị. Tạ Thị đến nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20, trải qua 4 đời phát triển, mở rộng phát triển của xã hội nước Mỹ. Nhiều năm qua, Tạ Thị luôn không quên khai thác thị trường mới, nhất là ở Trung Quốc, gốc rễ của Tạ Thị. Nhờ sự cố gắng hơn 2 tháng của con trai tôi Tạ Hiểu Phi, Tạ Thị chúng tôi cuối cùng giành được sự ủng hộ của nhà doanh nghiệp nổi tiếng Trung Quốc, anh Trần Mạc, đạt được hợp tác với trang mạng của người du lịch dưới trướng cậu ấy. Bây giờ tôi tuyên bố với mọi người, khoan đã, anh hai, xâm nhập thị trường Trung Quốc chuyện lớn như vậy, chưa được sự đồng ý của em, anh dựa vào đâu tự mình quyết định? Thiên Thành, em nói câu này có ý gì? Mọi người, tôi có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Trải qua công cuộc thu mua thị trường cấp 2 dài gần 1 năm, bây giờ người nắm cổ phần lớn nhất của Tạ Thị không còn là Tạ Thiên Hữu mà là ông Tạ Thiên Thành. Cũng tức là kể từ bây giờ, ông Tạ Thiên Thành mới là ông chủ của Tạ Thị. Tiểu Thiên, con, anh, chủ tịch Tạ Thị, anh đã làm 20 năm rồi, cũng nên nhường cho người tài rồi. Những chuyện tiếp theo cứ để em làm chủ cho. Em điên rồi phải không? Tại sao giúp người ngoài hãm hại ba anh? Người ngoài để hiểu tôi, tôn trọng tôi hơn ba anh. Hiểu Thiên, đây là chuyện thế nào? Mẹ, bao nhiêu năm qua mẹ chịu khổ rồi, bây giờ đến lúc phải đòi lại công bằng từ người đàn ông này rồi. Chủ tịch Tạ, Thiên Hữu, tại sao chứ? Hiểu Phi, tại sao? Câu này là phải tôi hỏi nhà họ Tạ các người. Cứ yên tâm, tôi sẽ không làm hại anh ta. Tôi bắt anh ta cảm nhận sự bất công của mọi chuyện. Căm phẫn tốt phải không? 10 mấy năm rồi, ngày nào tôi cũng nếm trải mùi này. Tôi hỏi tại sao cậu giúp Tạ Thiên Thành như vậy? Cậu nói tôi biết cậu có lợi ích gì? Cậu nói tôi biết không phải có lợi ích gì cả, ngoài trả thù. Hiểu Phi, mấy ngày trước chẳng phải anh còn mắng tôi là kẻ nhu nhược sao? Bây giờ tôi phản kháng rồi, tôi bắt 2-3 con anh nếm thử mùi vị bị ức hiếp. Từ khi mẹ anh trở thành người thực vật, mẹ tôi chăm sóc ba anh 12 năm. Bà ấy nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí không thể sống chung một tòa nhà với ông ta. Ở trong mắt ba anh, mẹ con tôi chỉ là công cụ để ông ta mở rộng quy mô ông ta. Hiểu Thiên, còn im miệng cho mẹ. Hiểu Phi, dì xin lỗi con. Mẹ, con đang nói giúp cho mẹ. Mẹ vì Tạ Thiên Hữu hy sinh 10 mấy năm đưa doanh nghiệp của ông ngoại cho ông ta, nhưng người trong lòng ông ta yêu nhất vẫn là người phụ nữ nằm trên giường. Ý của con là gây ra cục diện bây giờ đều là vì mẹ sao? Bởi vì mẹ, con mới làm vậy với Thiên Hữu phải không? Mẹ đang nói gì vậy?
Hiểu Vi, dì thực sự xin lỗi con, mong con tha thứ. Bệnh nhân tỉnh rồi, muốn gặp người nhà. Hay là tôi lánh mặt trước nhé. Không cần. Những lời tiếp theo tôi nói rất quan trọng, cần sự giúp đỡ của cô đồng. Hiểu Phi, chú con bất mãn với ba, ba biết rõ. Ba cũng luôn đề phòng cậu ta. Điều khiến ba bất ngờ là cậu ta lại lợi dụng Hiểu Thiên để đoạt quyền. Điều này là ba lơ là rồi. Vì vậy chủ tịch định làm thế nào với bây giờ tình hình hiện giờ? Tạ Thị ở Trung Quốc còn một người hợp tác bí mật, Tommy Thái. Chỉ cần tìm được anh ta, đồng thời thuyết phục anh ta ủng hộ Hiểu Phi, thế thì Hiểu Phi, tôi và anh ta, tỷ lệ cổ phần của ba chúng tôi cộng lại có thể lật đổ Tạ Thiên Thành trong một lần. Chúng tôi cũng sẽ có thể đoạt lại quyền kiểm soát Tạ Thị. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của ba, e là không thể đối phó Tạ Thiên Thành. Nhưng Hiểu Phi, con có thể. Con mới là người thừa kế của Tạ Thị. Con nhất định phải giành lại Tạ Thị từ tay của chú con. Đây không phải vì ba, mà là vì bản thân con. Con hiểu không? Bà sẽ nói con biết cách đánh bại Tạ Thiên Thành. Con chắc chắn phải nhớ kỹ. Cô đồng, cô cũng phải nhớ kỹ. Hiểu Phi cần sự giúp đỡ của cô. Bác Âu, mang hình qua đây. Được. Người trên hình chính là người hợp tác ở Trung Quốc của Tạ Thị, Tommy Thái. Nhưng 30 năm nay anh ta luôn ẩn cư tại Trung Quốc, chưa bao giờ lộ diện. Thậm chí cuộc họp cổ đông mỗi năm một lần, anh ta đều cử luật sư đại diện của mình đến tham gia. Chúng tôi có thể nói là không biết gì về anh ta. Trong tay tôi cũng chỉ có một bức ảnh cũ hơn 30 năm trước. Mẹ, mẹ không có đứa con như vậy. Tại sao vậy mẹ? Tạ Thiện Hữu, ông ta không chịu cho mẹ thứ gì. Tại sao mẹ cứ nói giúp ông ta? Bởi vì mẹ yêu ông ấy. Nhưng ông ta yêu mẹ không? Điều này không quan trọng. Con nhớ kỹ cho mẹ, tình yêu là vô tư lợi. Yêu không cần đền đáp. Tình yêu đòi hỏi đền đáp, không phải là tình yêu thực sự. Hiểu Thiên, nếu con vẫn coi mẹ là mẹ ruột thì con hứa với mẹ, sau này cho dù công việc của hai người thế nào, con cũng phải bảo đảm sức khỏe cho ba dượng con. Nếu ông ấy có chuyện gì cả đời mẹ cũng sẽ không tha thứ cho con. Con biết chưa? Thiên Phụ coi trọng sự nghiệp hơn cả tính mạng của mình. Bây giờ hai người đã giành mất sự nghiệp của ông ấy. Điều này đối với ông ấy mà nói đã là sự sỉ nhục lớn rồi. Mẹ cầu xin con, con có thể để ông ấy bình yên sống hết cuộc đời còn lại, có được không? Được, con biết rồi. Tốt, tốt.
Uống nước không? Thực ra hôm nay em thấy cách mà ba anh nói có thể làm được. Có lẽ có thể giúp hai người giành lại Tạ Thị, sau đó tiếp tục sống cuộc sống như trước à? Em không thấy hiện tại anh tốt với ba anh hơn sao? Nhưng Tạ Thị đối với ba anh có ý nghĩa đặc biệt. Có gì đặc biệt chứ? Bây giờ ông ấy tuy không thể nắm đại quyền, nhưng ông ấy vẫn là cổ đông, vẫn có thể tận hưởng vinh quang phú quý. Chỉ là ông ấy không muốn từ bỏ quyền lực. Nhà anh ầm ĩ, nhưng bây giờ đều là vì quyền lực. Hiểu Phi, có phải anh hiểu lầm ba anh không? Em cũng bị ông ấy đẩy não rồi à? Em cũng muốn mỗi ngày sống trong cuộc sống đấu đá lẫn nhau sao? Hay là em chê anh đã không còn là người thừa kế của Tạ Thị, em muốn rời xa anh? Trong mắt anh, em là người như vậy à? Em không phải. Vì vậy em đừng khuyên anh nữa. Tối nay đừng đi nữa, ở lại với anh. Anh không muốn một mình ở lại nơi này. Anh rất sợ. Anh vừa mở mắt, người anh yêu đã rời xa anh. Em không rời xa anh đâu. Anh thực hy vọng mình là con của một gia đình bình thường, như thế sẽ không đứng quá cao, ngã xuống cũng sẽ không cao như vậy. Xin chào. Thế nào? Vô cùng yên tĩnh, vô cùng xinh đẹp. Không có điện thoại cũng không có mạng, dường như trở về cuộc sống như người nguyên thủy. Nhưng chất lượng cuộc sống lại được nâng cao rõ rệt. Anh có cảm thấy gần đây sắc mặt em tốt hơn nhiều không? Anh xem. Không có. Bởi vì em lâu nay rất tốt. Khéo nói thật. Em không muốn quay về nữa. Làm sao đây? Đơn giản. Thế chúng ta đừng đi nữa. Không vậy. Dương Tiêu, anh biết ước mơ của em là gì không? Là gì? Em chỉ muốn làm một cô gái bình thường, không làm gì cả, ở độ tuổi 20, sau đó tìm một chàng trai bình thường yêu đương, đợi chia tay, rồi làm lành. Cứ như thế quấn với nhau, kết hôn sinh con, sống cuộc sống vô cùng đơn giản đời thường. Tốt lắm. Tất nhiên em có thể sống cuộc sống như vậy, chỉ cần em muốn. Cảm ơn lời an ủi của anh, nhưng mà em không có lựa chọn. Tại sao em không có lựa chọn chứ? Em có đọc qua Hồng Lâu Mộng không? Tất nhiên em đọc qua rồi. Trong đó có một đạo nhân hát thế nào nhỉ? Người đời đều nói thần tiên tốt, chỉ có không quên được công danh. Câu này chính là nói em. Em một lòng muốn chiến thắng anh em, để chứng minh bản thân. Những điều này nói với em chính là công danh. Nếu trong lòng em giây phút nào cũng nghĩ đến những chuyện này, thế cuộc sống của em sẽ bị thụ hưởng bao dây. Nếu em như vậy, sao có thể sống tự tại như một thần tiên chứ? Em chỉ là không nuốt được cục tức này. Vì vậy em đã bị cục tức của em bao dây, mãi mãi không thoát ra được. Em tưởng sau này em chiến thắng anh em trong cuộc đấu đá của tập đoàn, cuộc sống sau này của em có thể thuận buồm xuôi gió sao? Không thể nào. Sau này em sẽ gặp được kẻ địch lớn mạnh hơn. Tiểu Hy, nếu muốn sống cuộc sống như cô gái bình thường, thì phải buông bỏ ý nghĩa chiến đấu, nghênh đón mọi thứ với tâm trạng bình thường. Những chuyện này nói ra thì dễ,
Làm thì rất khó, nhưng chỉ cần em muốn, anh sẵn lòng ở bên em. Chúng ta cùng nhau hướng về mục tiêu này mà cố gắng. Được rồi, anh đừng nói nữa. Xin lỗi nhé, anh lại nói nhiều rồi. Không, anh nói rất đúng. Chỉ là em cần thêm thời gian. Anh để em suy nghĩ kỹ đã. Được, nhưng em đừng quên, anh luôn ở đây. Anh nhìn đứa bé đó đi. Anh đi mở cửa. Các người đến làm gì? Phi tổng, chúng tôi nhận lệnh của chủ tịch đến kiểm tra tài sản dưới tên của Tạ Thị. Chủ tịch Tạ Thiên Thành, xin lỗi phi tổng, căn chung cư này là tài sản đứng tên Tạ Thị, chủ tịch có sắp xếp khác, mời anh lập tức rời khỏi. Anh bắt tôi lập tức rời khỏi à? Đúng vậy, mời anh lập tức rời khỏi. Alo, Kiểu Phi, quên thông báo với cậu, chung cư ở Ma Thanh Ta hôm nay công ty phải thu lại. Cậu không có ý kiến gì nhỉ? Chú rất đê tiện có biết không Tạ Thiên Thành? Tạ Thị bây giờ do tôi làm chủ, vì vậy tất cả tài sản của Tạ Thị tôi đều có quyền sắp xếp. Chú có ý kiến gì? Căn nhà ở Long Island là do chủ tịch Tạ Thị ở. Ba của cậu đó không thích hợp. Đồ tiểu nhân bị ổi, cậu khoan gọi mắng tôi. Tài sản của cậu và ba cậu tạm thời đã đóng băng rồi. Còn nữa, tiền viện phí của mẹ cậu cũng là tiền của Tạ Thị. Tôi cảnh cáo chú, nếu chú dám động đến mẹ tôi nhất định không tha cho chú. Tôi vẫn khuyên cậu, sau này nói chuyện với tôi tôn trọng một chút. Hiểu Phi, anh đừng giận. Xảy ra chuyện gì vậy Hiểu Phi? Em ở đây chờ anh. Anh đi tìm Hiểu Thiện, nói rõ mọi chuyện. Tại sao lại làm vậy? Không tại sao cả. Xưa nay tôi luôn xem cậu là em ruột. Tại sao lại làm vậy? Chuyện phản bội chúng tôi. Anh em ruột, đừng nói nghe hay vậy. Ba anh còn không coi mẹ tôi là vợ, sao anh có thể là anh em ruột của tôi chứ? Ba tôi chưa bao giờ nói về Tuệ Châu câu nào không tốt. Nhà chính là thế nào? Nhà phụ là thế nào? Tạ Hiểu Phi, anh hỏi lương tâm của mình mà nói tôi biết. Trước khi mẹ anh chưa xảy ra chuyện đó, mẹ anh và ba anh sống ở nhà chính phải không? Tại sao đến được mẹ tôi lại chỉ có thể ở nhà phụ? Cần tôi phải nói rõ hơn không? Bao nhiêu năm rồi, ba anh vẫn luôn tổn thương mẹ tôi. Còn anh thì sao? Anh chỉ nghĩ đến mẹ anh, xem mẹ tôi như bảo mẫu chăm sóc ba anh vậy. Anh đã từng quan tâm bà ấy khi nào? Anh biết bà ấy đáng thương thế nào không? Ba đẻ tôi tham của cải bà ấy, sau khi tôi ra đời chưa bao lâu đã ôm tiền bỏ đi. Khó khăn lắm mới gặp được ba anh. Kết quả bao nhiêu năm qua vẫn chịu đủ ấm ức. Tôi đã nhịn đủ rồi. Cho dù cậu đã nhịn đủ, cậu cũng không thể làm hại chúng tôi như vậy. Chẳng phải anh rất ghét ba anh sao? Bây giờ ba anh dẫn đến nằm viện,
Anh nên vui mới đúng. Tôi biết rồi. Anh lo sau khi ba anh ngã xuống, anh không thể phung phí như trước kia chứ gì. Cậu nói lại xem. Tôi nói sai à? Anh chính là sau mọt của nhà họ Tạ. Ngoài biết mượn tiền công ty, anh đã làm gì giúp đỡ công ty? Tôi xưa nay luôn coi thường anh. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Cậu nói gì cơ? Tôi nói anh là sau mọt của nhà họ Tạ. Từ nay về sau, tôi sẽ không tiêu tiền đồng của nhà họ Tạ. Tôi không có cái sổ này, không có Tạ Thị. Tôi vẫn có thể sống rất tốt. Nếu tôi là anh, tôi sẽ nhìn rõ hiện thực, làm một số chuyện thực tế, chứ không phải ra vẻ. Không sao cả. Tôi chứng minh cho các người xem. Hiểu Phi, Hiểu Phi, Hiểu Phi, anh, Hiểu Phi, em mặc kệ anh được không? Anh chính là sau mọt của nhà họ Tạ. Ngoài biết mượn tiền công ty, anh đã làm được gì giúp đỡ công ty? Tôi xưa nay luôn coi thường anh. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Hiểu Phi, nếu đổi là em sẽ làm thế nào? Tuy hoàn cảnh chúng ta khác nhau, nhưng nếu đổi là em sẽ không để người khác ức hiếp người nhà của em. Anh chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ít nhiều gì cũng ăn chút đi. Không ăn làm sao có sức trả thù chứ. Nếu đến anh cũng ngã xuống, ba anh sẽ thế nào? Ngoan đi. Kéo quá. Đôi trai tài gái sắc hai người cùng ở đây à? Thanh niên trẻ đúng là thanh niên trẻ. Cho dù không có gì cả, vẫn có thể uống rượu ăn thịt. Mỹ ý này nhìn có vẻ chẳng ra làm sao. Trước khi Hiểu Phi phải ăn bít tết mời chính đó. Bây giờ ăn mì ý à? Sao vậy? Không đủ tiền phải không? Cháu xin lỗi thím. Thím có thể trả cho cháu. Nói thế nào, thím cũng là người lớn. Thím nói chuyện với con cháu như vậy, có chút mất thể diện phải không? Vậy sao? Tôi cảm thấy phụ nữ đi theo một kẻ thất bại hai bàn tay trắng còn ăn cơm với nhau, đây mới gọi là mất thể diện. Bạn nói lại thử xem.